Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các giao dịch điện tử hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Nếu như năm 2021, tỷ lệ dân số toàn tỉnh có tài khoản thanh toán điện tử mới đạt hơn 18%, thì đến đầu năm 2023 tăng lên trên 35%. Tuy nhiên, đối với một số khu vực và một bộ phận người dân, để thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt và chuyển sang thực hiện các giao dịch điện tử vẫn còn nhiều trở ngại. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Anh Vư A Hồng, trú tại bản Xá Nhủ, xã Hùa Thành, huyện Điện Biên, đã biết đến và cài đặt nhiều ứng dụng của ngân hàng thương mại để thanh toán không dùng tiền mặt ở chiếc điện thoại thông minh của mình. Tuy nhiên, hàng ngày anh Hồng không dùng đến những ứng dụng này mà vẫn giữ thói quen sử dụng tiền mặt khi giao dịch mua bán. Tôi biết đến cái thanh toán không dùng tiền mặt. Nhưng mà thường thì không dùng đến nên là không thành thạo. Nhưng tôi đi mua hàng hóa ở chợ này, các thứ thì toàn dùng bằng tiền mặt. Còn tiền điện hàng tháng thì có cán bộ bên công ty điện lực lên thanh toán và chúng tôi đóng ở trên này thôi và gửi bằng tiền mặt thôi. Việc thực hiện các giao dịch điện tử thanh toán không dùng tiền mặt rất tiện lợi, an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, người bán hàng, nhân viên thu ngân cũng có nhiều giải pháp khuyến khích khách hàng sử dụng như đăng ký nhiều mã QR code của nhiều ngân hàng, giảm giá sản phẩm khi thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thế nhưng thực tế nhiều người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thay đổi được thói quen sử dụng tiền mặt. Quét cái mã QR thì rất là thuận tiện bởi nó mang đến cho người dân nhiều cái chính xác như là không có làm phiền hà gì đến cho những cái giao dịch. Sau cái hạn chế về cái mạng internet ấy, thì cũng như là bà con các vùng sâu vùng xa thì vẫn còn chưa có điều kiện mua những cái điện thoại thông minh cũng như cái mạng internet nó chưa phủ sóng khắp nơi thì cái điều đó nó làm hạn chế những cái thanh toán bằng mã QR. Thì vậy cho nên là còn cũng như là cái văn hóa của bà con cũng tiếp cận cái thông tin công nghệ thông tin là còn hạn chế, vậy cho nên là cũng mang đến nhiều cái chưa được thuận lợi lắm cho bà con về thanh toán tiền qua mạng QR. Thời gian qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục mở rộng trả lương qua tài khoản, phối hợp với kho bạc nhà nước và các tổ chức liên quan đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua POS, thực hiện các dịch vụ thanh toán hóa đơn, viễn thông, viện phí qua dịch vụ thanh toán e-banking, smart banking, iPay, ví điện tử, v.v. Tuy nhiên, việc mở tài khoản và thực hiện các giao dịch điện tử còn khó khăn do toàn tỉnh hiện có khoảng 11.000 hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Nhiều thôn bản chưa được phủ sóng điện thoại, sóng di động 3G, 4G. 30% người dân không có điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng là đối tượng khó có thể tiếp cận được với những dịch vụ này. Các ông, các bà có tuổi rồi. Thế thì bây giờ lĩnh lương thì là qua tài khoản là các ông, các bà không biết sử dụng. Cho nên các ông, các bà chỉ muốn là được đến tháng lương đi lĩnh tiền mặt như thế này. Thì để nó biết là đi lại khó khăn. Nhưng mà các bà sử dụng qua tài khoản thì thực lòng là không sử dụng được. Lớp trẻ thì được nhưng như các cụ bây giờ đã qua 80 cả rồi. Mục tiêu tỉnh đề ra đến năm 2025 có 50% thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử và có trên 45% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. Để khắc phục những khó khăn và đạt được mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt, tỉnh vẫn cần một lộ trình rất dài với các giải pháp đồng bộ cả về nhận thức, thói quen tiêu dùng của người dân và cả về hạ tầng công nghệ.